hay bắt quả tang nhà bà Bùi Thị Liên ăn cắp chôm chôm. Đây, thành quả này. Rồi anh đâu rồi? Đào tẩu sớm quá vậy? Đây, chôm chôm nhà hàng xóm nhưng mà trái thì qua bên mình hết rồi. Một cây. Bon đó ơi, cười lên cái coi. Ừ, ăn cắp chôm chôm mà vui quá ha. Đi xuống đây hái chôm chôm. Bà nội không chịu xách cái giỏ này bà nội. Đây. Đó. Chôm chôm nhà hàng xóm nè. Kế cây chôm chôm mình trồng hai cây long não. Đây là để làm bụi rậm núp vô hái chôm chôm. Đây cây thứ hai. Oh, quá trời trái luôn. Minh Lâm đi xích lại đây nè Minh Lâm. Đi. Mình làm đi lên trước đi. Đi. Đi nhìn ở dưới chân á, đi leo lên luôn, leo lên luôn. Leo cẩn thận đi, đi. Đi xích vô. Bước qua luôn. Bà nội hái nhiệt tình quá bà nội. Đi xích vô. Đó, bước vô luôn, bước vô bên bên phải. Bước vô luôn, không xa đâu nè. Bước vô luôn. Bà nội hái nhiệt tình quá luôn. Đây là cây thứ ba. Trái còn nhiều nhiều mọc bên mình hết rồi. Minh Lâm lụm chôm chôm bỏ vô đi. Minh Lâm lụm chôm chôm ở đây bỏ vô cái xô chúng ta đi. Chôm chôm ăn cắp nó có mùi vị rất khác. Đi xích vô đây với bà nội nè cho nó mát. Đây là vàng chuẩn bị chín. Thôi ăn cắp xong rồi giờ bà cháu đào tẩu hết rồi.